Xin chào mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu xe để dùng để lầm để chui gầm ô tô. Mẫu xe này em mới mua trên Lazada với giá là 760 ngàn. Khi nhận được hàng, nói chung là em cũng cảm thấy chất lượng của nó cũng xứng đáng với giá tiền. Dưới gầm xe là có 6 cái bánh xe. 6 cái bánh này nó sẽ khi giao tới là nó sẽ rời về mình tự mình lắp vào nhé. Đó. Về chất lượng nhựa thì thấy cũng khá ổn. Khá là ổn. Ở đây là còn có một cái khi ta nằm để kê cái đầu cho nó êm, chui gầm ô tô cho nó êm. Đó. Cảm nhận là chất lượng cũng khá ổn. Ở đây còn có hai cái hộc để dụng cụ khi ta chui vào gầm ô tô này. Đó. Bánh xe thì trượt rất là êm nha. Đó, trượt rất là êm. Trên sản phẩm thì có in chữ Made in China luôn. Size 40 inch. Đó. Giá mình mua thời điểm bây giờ là khoảng 760 ngàn. Đó, ở đây có cái tay cầm để xách xách đi lại. Đó. Đây, để em nằm thử cho các bác xem nhé. Quay quay cho anh này, em nằm thử. Êm lắm nha mọi người. Bánh xe rất là êm. Đây là để đồ ở đây, khi chui gầm ta để đồ ở đây. Và em có tra thêm miếng mỡ bò ở đây là bánh xe rất là trơn và êm. Xe cũng với giá là 760 ngàn thì chất lượng nhựa cũng rất là cứng cáp nhé. Cảm nhận là ổn đó. Rồi. Đó. Nên gửi tới một cảnh để cho các bác quan tâm có thêm thông tin nha. Cảm ơn mọi người nha.